À, hôm nay là em đang chuẩn bị cho vai diễn gì đấy em? À, dạ, hiện tại là Bích Trang đang trong tạo hình của nhân vật Hoài, là vợ của chiến sĩ công an Vũ Mạnh Tiến do anh Hùng Toàn thủ vai trong vở kịch Búp Bê Không Biết Khóc, sẽ tham gia trong liên hoan sân khấu toàn quốc về hình tượng các chiến sĩ công an nhân dân tại Hà Nội sắp tới. Em có cái vai diễn của em có điều gì đặc biệt không em? Thật ra là cái cơ duyên đến với vở diễn này rất là may mắn, đó là có một bạn khác đóng cái vai này, nhưng mà đến những cái ngày cuối cùng thì bạn đó bận, bạn đó xin bỏ vai, thì anh Đình Tài mới alo cho Việt Trang và hỏi là có tham gia được không. Thì em cảm thấy đây là một cái cơ hội rất là lớn khi được tham gia cùng với những anh chị lớn, cùng với mọi người, cho nên là mình nhận lời ngay. Thì khi mà được đọc kịch bản và bắt đầu làm việc với mọi người mới biết rằng là trời ơi, lần đầu tiên Việt Trang được đóng vai Đào Đẹp. Đào Đẹp. Đào Đẹp ở đây không phải là đẹp dữ lắm, nhưng mà ý là tính cách rất là hiền lành, là lương thiện. Tại vì bình thường Việt Trang hay đóng những cái vai rất là cá tính, hung dữ, độc ác, hoặc là kiểu số phận hơi trắc trở thương duyên, nói chung là già nghèo khổ. Nhưng mà lần này thì được đóng vợ của Đình Toàn nè, rồi có con với nhau nữa, và cuối cùng là cô này lại không may là phải mất sớm. Điều này dẫn đến tất cả những cái tình huống kịch về sau và đẩy cái tâm lý nhân vật của anh Đình Toàn cũng như chị Ngọc Trinh lên rất là nhiều, cho nên mình cảm thấy rất là vui. Dù một vai rất nhỏ, tham gia rất là ít thôi, nhưng mà cảm thấy rất là hạnh phúc khi được làm việc cùng với mọi người. Tính đến thời điểm này thì em cùng với nhóm Trường Trường Giấy cũng được khán giả biết tới cũng 5-6 năm rồi nhỉ? Chính xác là hình như nếu em không nhớ không lầm thì là khoảng tháng 8 năm ngoái á. Thì anh Hải Duy có đề cập với em là sinh nhật 7 tuổi của Trường Giấy. 8 năm rồi. Dạ, năm nay thì chắc là tháng 8 sắp tới anh Duy sẽ làm một cái bữa kỷ niệm 8 năm cho sinh nhật của nhóm. Rồi, nhưng mà cả một cái quãng đường nữa đấy, có nghĩa là mình cũng là thuộc lại cái thế hệ gọi là đầu đầu của những người mà làm về YouTube với thứ nọ kia đó. Thế nhưng mà dường như là nhóm cũng như bản thân Việt Trang á, cũng khá lận đận đúng không? Thật ra tụi em này không phải là thế hệ đầu của làm YouTube, mà là thế hệ đầu của những bạn đi thi hài ở trên TV show. Tại vì cái lúc mà tụi em đi thi thì chưa có những cái game show hài. Cái game tụi em đi thi đầu tiên là Việt Nam Got Talent. May mắn là được mọi người yêu thích, nhưng mà lúc đó mình vẫn chưa tìm được cái hướng đi và cái định hướng của mình. Rồi lận đận qua thêm những cuộc thi như là Cười Phim Việt, Tiếu Lâm Hội, rồi Làng Hài Mẫu Hội. Xong rồi tụi em quyết định là tụi em sẽ em và bạn Đông Hải tạm thời chia tay với nhóm trong vòng tính đến nay là chắc là khoảng 2-3 năm rồi, để tụi em đi học thêm, tụi em bổ sung nhiều kiến thức mà mình còn thiếu. Tại vì hồi đó mình tay ngang, mình bắt qua mình làm nên mình không biết nhiều thứ lắm. Xong rồi ngày hôm nay thì mình rất là vui khi sau khoảng 2-3 năm thì các bạn trong nhóm Trường Trường Giấy như là anh Thái Vinh, Hoài Tân thì được về diễn ở sân khấu của Hồng Vân. Còn em với anh Đông Hải thì được về diễn ở sân khấu ICAP của các anh chị rất là lớn. Và mình tin rằng là cái quá trình mà mình ra ngoài mình đi học hỏi từ mọi người đó, nó sẽ cho mình nhiều kiến thức và nhiều trải nghiệm, để nếu như mà mình có gặp lại nhau và làm chung một sản phẩm gì đó thì nó sẽ mang đến nhiều cái yếu tố mà cần và vui cho khán giả. Nhưng mà bọn em có bao giờ tiếc nuối cái thời hoàng kim của mình không? Tụi em không có tiếc nuối, là tại vì thật ra tụi em không có biết. Lúc đó tụi em không biết rằng đó là cái thời kỳ hoàng kim của mình, mà cũng không biết rằng là mình phải làm gì tiếp theo. Nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy là các bạn trẻ rất là giỏi, không những là tự tạo cơ hội cho mình, mà khi có cơ hội rồi cũng nhanh chóng nắm lấy và tạo ra nhiều cái gọi là điều kiện tốt hơn cho cái sự nghiệp của mình. Thì mình nhận ra được rằng là cái thị hiếu khán giả của mình ở đâu, và mình muốn khán giả biết đến ở những lĩnh vực nào, thì mình sẽ cố gắng đầu tư để được gặp những cái khán giả, đối tượng khán giả của mình ở trong những lĩnh vực đó. Thì nó qua cái thời hoàng kim rồi, như là mọi người vẫn hay nói như vậy, nhưng mà thật sự tụi em làm nghề, tụi em có ý định là làm nghề lâu dài, làm đến khi nào mà không làm được nữa thì thôi. Cho nên là có hoàng kim hay không tụi em vẫn làm nghề mà. Nhưng mà khán giả thì biết nhiều đến Chuồn Chuồn Giấy, biết đến Việt Trang, Đông Hải, Thái Duy á. Thế nhưng mà gọi là cái chuyện tình cảm riêng tư của Việt Trang thì hình như là mọi người không biết. Khai thật đi, bây giờ là đã có bồ chưa? Dạ, không có bồ, mà cũng chưa có ý định có bồ, tại vì cuộc sống độc thân đang quá vui,
quá hấp dẫn. Bây giờ cứ sau một vài cái show diễn hay là một vài cái đợt làm việc căng thẳng, cái mình lại rủ rồi bạn bè mình đi du lịch xong cái mình về, nói chung là mình cảm thấy là mình còn quá trẻ, quá vui và quá nhiều thứ phải lo trong cuộc sống nên cũng chưa có sẵn sàng đón nhận. Với lại em thấy là độc thân đang đang quá hạnh phúc quá nên là chắc là em sẽ theo chủ nghĩa độc thân luôn. Xạo Thiệt tại vì ế quá chứ chưa tìm được người yêu đúng không? không, tại vì nhiều bạn cũng nói là trời quen bồ đi, quen bồ đi, nhưng mà em chưa có sẵn sàng, tại vì em thấy là mình còn ham chơi quá. Ví dụ như em nghĩ chắc là tới năm 30 khi mà em ổn định được cuộc sống của mình hơn rồi, bắt đầu lúc đó có thể là mình sẽ mở lòng ra, hay là còn bây giờ đang chơi vui quá nữa không muốn dừng lại. Nhưng mà có ai tán tỉnh không? Hồi đó giờ cũng có vài người, nhưng mà mình cảm thấy là em đã gọi là bật tín hiệu đỏ ngay từ đầu là em là không được luôn, cho nên là không có cơ hội tiến tới. Với gu của em như thế nào? Rồi có gu nữa ha, gu của em hả, thì nói ra chắc cười chết, gu em chắc là mấy anh biên tập viên đài truyền hình á, đỉnh đạt, thông minh, lịch thiệp, mặc áo vest. Nhưng mà cái đó là cái gu của em thôi, còn em biết rằng cái người mà sau này em lấy là không phải gu đó, người mà sau này em lấy là phải thương em, biết nấu bếp, biết chăm lo cuộc sống. Giờ chồng tại vì em ra ngoài em đi làm không mà đâu có ai lo chuyện nhà cửa đâu. Hình mẫu mà em chắc là sau này mà định cưới hay là mong muốn là chắc là phải giống ba em, là một người đàn ông ở nhà lo công việc gia đình, tại vì mẹ em cũng ra ngoài đi làm giống như em vậy. Nhưng mà cái việc mà em suốt ngày kè kè với cả Đông Hải á thì khiến mọi người cũng nghĩ là em có bồ rồi ấy. Em có sợ vì điều ấy không? Sao nhiều người cũng nói với em câu này kiểu giống như là trời ơi, tại vì đi chơi với Đông Hải cho nên mới không có bồ á. Nhưng mà ngược lại, thật ra là em với Đông Hải chơi với nhau thì có thể là đối tượng của Đông Hải cũng sẽ nghĩ Đông Hải có bồ rồi, đối tượng của em cũng sẽ nghĩ là em có bồ rồi, nhưng mà tụi em nghĩ rằng cái gì mà nó là thực tế thì mình không cần phải giải thích. Mình chỉ giải thích khi là mình cảm thấy không tự tin mà cảm thấy nó sai thôi, còn cái chuyện hiển nhiên là tụi em là hai đứa bạn rất thân và chơi rất là tốt với nhau, cho nên mọi người đồn gì thì cứ mặc mọi người. Còn nếu như mà anh ấy thật sự yêu em và thương em, một anh chồng tương lai, thì anh phải tin rằng Đông Hải không phải là bồ em. Tới với em đi anh ơi. Bây giờ Đông Hải không có mặt đây, có thể kể xấu là Đông Hải cái gì đây không? Đông Trong chừng đấy Hải, năm chơi với nhau. dạ, cái người bạn này của em thì hơn cả một người bạn bình thường, tại vì gọi là ăn chung ngủ chung rất là nhiều và gọi là cùng nhau đi đánh đông dẹp bắc rồi đi chơi tứ xứ luôn. Nhưng mà chắc là ít ai biết là anh Đông Hải ở trên TV, ở bên gọi là những cái vai diễn á, thì rất là đạo mạo, rất là đàng hoàng đỉnh đạt, nhưng mà ở ngoài thì như một đứa con nít vậy. Là em thì nhỏ tuổi hơn, lúc nãy em cũng kêu là anh Đông Hải, nhưng mà thật sự trong mối quan hệ của tụi em thì em kêu là bé Đông Hải này, tối ngày cứ đi chơi hoài không có chịu ở nhà hết, mình nhiều khi em còn phải xách lỗ tai, nhéo lỗ tai kêu đi về tại vì ham chơi lắm. Kiểu là ba chị đúng không? Dạ rồi tụi em đi chơi thì nhìn hai đứa vậy thôi, mọi người sẽ tưởng ngược lại, nhưng mà trong cái tất cả những cái cuộc đi chơi hay đi làm thì em đều là cái đứa lãnh đạo, Hải lúc nào cũng là ngoan ngoãn nghe theo. Ủa làm vậy hả? Nhưng mà giữa bọn em có bao giờ có những cái khúc mắc gì mà đến nỗi mà mình giận nhau một vài ngày hay là dài hơn không? Dạ khi mà tụi em mà chơi thân quá rồi á, thì lâu lâu mình cũng nghĩ là rồi lỡ nhưng mà mai mốt có gì cạch mặt nhau sao, tại vì mình cảm thấy rằng cái người bạn này đồng hành với mình quá lâu rồi, mà nếu mà mất đi thì chắc mình sẽ buồn lắm, cho nên là tụi em thường là team building liền anh, có gì là phải họp nói chuyện liền, hoặc là có gì không phải là Hải cũng sẽ nói ngay, mà em sẽ nói ngay là ê, nói vậy là buồn nha chú em, không vui nha, là phải cho nhau biết rằng là bạn đang hoặc là mình không vui, hoặc là mình sẽ nói thẳng ra. Với lại thật sự khi mà đến mối quan hệ này rồi thì em cũng nói thẳng là riêng với Đông Hải hay là những cái người bạn rất thân á, thì em đang cần họ nói thật, chứ không phải là Trang ơi em giỏi quá này kia, là không. Hải thì lúc nào cũng chê em hết, Hải nói là trời mày xấu quá, diễn dở quá, trời mày dẫn MC gì dở như hạt vậy á. Nhưng mà chính là vì những bạn này là người thân của mình, bạn phải nói cho mình biết mình dở chỗ nào, thì có thể là trong 10 số 20 số đầu mình sẽ vẫn còn dở, nhưng mà mình phải nghe những cái lời thật lòng góp ý đó để mình sửa từ 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 từ, một ngày đó mình sẽ tiến bộ hơn. Dạ nên không có giận đâu. Vừa qua hai đứa anh giành giải Á quân một cuộc thi game show á, thì cái số tiền đấy đã tiêu xài hết chưa? Dạ thật ra là tụi em đạt giải ba là quý quân của cuộc đi cặp đôi hài hước. Em và Đông Hải thì coi như là mình rớt trong cuộc thi đó đi, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là vui và tự hào, tại vì đây là lần đầu tiên tụi em dám lấn sân một cuộc thi với tư cách hơi cá nhân một tí, không có ai dàn dựng, không có một cái thế lực hỗ trợ nào hết,
mà mình cũng hứa với mình luôn là trong nên mình sẽ không nhờ đến sự hỗ trợ của nhóm. Mình muốn coi là mình bơi ra biển lớn mình sẽ bơi được bao xa và bao lâu. Thì tất cả những bài thi đều là tụi em tự lên ý tưởng, tự suy nghĩ, tự làm. Nó sẽ có hay và sẽ có dở, nhưng mà nó là của tụi mình. Và trong quá trình tụi em làm thì hên cái là đối với tụi em không có đi học á, cho nên là em coi cuộc thi đó giống như là những bài thi học kỳ nếu như mà bạn phải học ở trong trường sân khấu. Nên là đề thi là cặp đôi hài hước, cho nên tụi em chỉ thi có hai người thôi. Rất là hiếm khi mà nhờ sự giúp đỡ hay là trợ diễn của ai. Thành ra là trong cuộc thi đó tụi em cũng được kha khá. Tụi em ngược lại với những nhóm khác là mấy bạn chi tiêu và đầu tư rất là nhiều. Thì ngược lại các bạn sẽ có được hiệu quả tốt, hình ảnh tốt và sẽ có được những giải thưởng rất là cao. Còn tụi em thì sau cuộc thi này thì cũng mỗi đứa gom về cho mình một ít kha khá, lời lời nho nhỏ để mở vốn kinh doanh vốn tự có. Nhưng mà... vốn tự có đây là khả năng diễn xuất đó anh. Nhưng mà hai đứa có làm một cái gì chung với nhau không? Hai đứa có ý định làm gì chung với nhau không? Em nghĩ là ở tụi em á, cái thế mạnh là giống như là những cái người hỗ trợ cho người khác. À, tại vì có thể là ít người biết nhưng mà bên cạnh cái công việc diễn xuất thì tụi em còn làm rất là nhiều việc khác như là làm đạo diễn nè, biên tập nè, rồi làm chủ nhiệm, nói chung là làm rất là nhiều việc. Cái gì liên quan tới nghệ thuật tụi em cũng muốn làm. Thành ra là mình không có hạn chế mình ở công việc nào. Còn nếu mà gọi là đầu tư tự làm một cái gì đó thì em nghĩ là sắp tới, sau cái khoảng thời gian mà tụi em chuẩn bị tham gia Én Vàng Phiên Bản Nghệ Sĩ á, thì biết đâu là mình sẽ ra những cái vlog nho nhỏ theo format của những cái chương trình mà mình đã sáng tạo ở trong cuộc thi đó để mình có những cái sản phẩm gửi đến mọi người. Hy vọng lần sau gặp lại nhau lại sẽ có bồ rồi nè. Và sẽ có một cái gì đấy lớn lao hơn nha. Dạ, hy vọng mình lần sau gặp lại thì mình không những là thấy là bạn anh và tụi em đều có những cái thành công lớn hơn hiện tại, mà hơn vậy là mình còn sẽ được đi du lịch cùng với nhau. Thực ra là đã từng đi với nhau rồi, nhưng mà không có để không quay lại. Bây giờ quay lại nơi ấy là sẽ ăn gặp mặt luôn. Nhớ Thái Lan quá, nhớ Bangkok quá rồi. Ok, bye bye em. Cảm ơn.